Hôm nay đổi gió đọc truyện tranh một tí nhé. Nếu bạn đã từng là fan cũng như theo dõi truyện tranh bóng đá thì át hẳn nhân vật Ito hay là Jindo theo cách dịch của nhà xuất bản Kim Đồng cũ là một trong những người để lại ấn tượng lớn nhất. Tình cờ tôi lại nhớ về một tình huống không khác gì một trận nào đó tại La Liga. Momochi có bóng, anh đã tạt vào bên trong. Nagao nhảy lên đánh đầu tung lưới Meiho rồi. Huyết huyết. Trọng tài thổi còi kết thúc, bàn thắng không được công nhận. Thật may vì đây là một trận đấu ở giải học sinh trong truyện tranh. Chứ nếu mọi chuyện xảy ra ngoài đời thật thì anh chàng trọng tài có lẽ sẽ khó được yên thần. Ấy thế mà nó lại xảy ra ngoài đời thật có chết không chứ. Mà nó lại ở Tây Ban Nha, một trong những quốc gia có nền bóng đá mạnh nhất thế giới mới khó tin. Hơn một tháng trước, Real Madrid có một chiến thắng ngược dòng cực kỳ cảm xúc trước Almeria để tiếp tục bám đuổi Girona với khoảng cách một điểm trên bảng xếp hạng La Liga. Chiến thắng khiến tất cả khán giả chìm trong vị ngọt của cảm xúc. Đối với fan Real là vậy. Thế nhưng thực tế ẩn giấu đằng sau câu chuyện này có thể sẽ khiến chiến thắng này lại không quá vinh quang. Được chơi trên sân nhà, Los Blancos bất ngờ bị vả một cú đau điếng ngay ở phút thi đấu đầu tiên với bàn mở tỷ số của Ramazani. Các cầu thủ áo trắng mải miết tấn công để tìm bàn gỡ, thế nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy. Gặp phải đối thủ đang ở nhóm cuối bảng là bất lợi, nhưng cũng có cái hại. Một kẻ cùng đường sẽ thi đấu vô cùng can trường để vùng vẫy tìm kiếm đường thoát. Chính xác thì Real đã gặp phải một đối thủ như vậy. Đã thế, khi hiệp 1 gần kết thúc, Almeria còn tiếp tục vả cho Real thêm một cú trời giáng. Tỷ số là 2-0 nghiêng về đội khách cho đến khi hiệp 1 kết thúc. Khoảng 15 phút nghỉ giữa hiệp có thể là quãng thời gian để sốc lại tinh thần, và đó cũng có thể là thời điểm bước ngoặt của trận đấu. Hiệu suất thi đấu của các cầu thủ sẽ quyết định kết quả cuối cùng, nhưng suốt những phút sau đó, dường như đã có những bàn tay vô hình tác động để đem về lợi thế cho Real. Những bàn tay mà tôi nhắc đến, không ai khác ngoài hai vị trọng tài, Hernandez Maeso và Hernandez Hernandez. Phút 53, cầu thủ phòng ngự bên phía Almeria để bóng chạm tay trong vòng cấm. Ban đầu trọng tài chính Maeso không có bất kỳ phản ứng nào. Đoạn băng bị lộ ra sau đó đã cho thấy toàn cảnh cuộc nói chuyện giữa Maeso và tổ VAR. Hoàn hảo, cầu thủ Real dứt điểm và bóng chạm vào cánh tay rời khỏi thân mình của hậu vệ Almeria. Tôi sẽ thổi phạt đền mà không cần rút thẻ. Thế là Real được hưởng quả phạt đền và Bellingham đã thực hiện thành công. Cho đến phút 61, tỷ số đã có thể thành 3-1 cho Almeria. Thế nhưng bàn thắng đã bị hủy do trước đó Dion Lopi đã tát yêu vào mặt Bellingham, khiến cầu thủ người Anh ngã ra sân. Đây tiếp tục là một quyết định bất thường khác. Bàn thắng gỡ hòa hai đều của Vinicius sặc mùi mờ ám. Ban đầu trọng tài Maeso không công nhận bàn thắng khi ông cho rằng bóng đã chạm tay tiền đạo người Brazil. Nhưng sau khi kiểm tra VAR thì bàn thắng lại được công nhận vì ông cho rằng bóng mới chỉ chạm vào phần vai. Nó có mùi mờ ám và khiến những người xem cảm nhận được một sự rằng công lý đã nghiêng về phía kẻ mạnh. Chứng kiến những việc này xảy ra, chủ tịch Laporta của Barcelona đã lên tiếng chỉ trích. Những gì xảy ra ở Bernabeu là một sự nhục nhã. Tôi nghĩ rằng tập thể trọng tài phải ứng phó với một loạt áp lực xảy ra trong suốt mùa giải. Nếu họ không phản hồi, họ sẽ khiến chúng tôi rất khó chịu. Chúng tôi hiểu rằng có sự thiếu trách nhiệm ở đây. Lời nhận xét của Laporta có phần hợp lý, nhưng nó không đủ sức nặng bởi Barca của ông cũng đã bị cáo buộc hối lộ ủy ban trọng tài trong một khoảng thời gian dài. Vụ việc khiến dư luận xôn xao trong một khoảng thời gian dài khi chuyện Blaugrana hối lộ Jose Maria Enrique Negreira trong suốt 24 năm. Trên cương vị phó chủ tịch ủy ban trọng tài, Negreira đã chỉ đạo thực hiện các hành động có lợi cho Barca trong các trận đấu. Vụ việc của Real chỉ như một ngọn lửa hâm nóng lại những bê bối đã ngầm diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Nhưng những người trong cuộc đều lên tiếng phủ nhận những điều vừa kể trên. Trong đó huấn luyện viên Ancelotti cho rằng Real khi đó đã chiến thắng bằng thực lực, những quyết định của trọng tài đã hoàn toàn chính xác. Tôi hiểu sự tức giận của Almeria đối với các quyết định của trọng tài, nhưng tôi nghĩ các quyết định của người điều khiển trận đấu đều đúng đắn. Trong quá khứ, Real từng có những lần hưởng lợi gián tiếp từ các quyết định của trọng tài. Có nhớ vào mùa giải 2017-2018, Real dẫn trước 3-0 ở lượt đi, Juventus thắng 3-0 ở lượt về. Những phút cuối trận, Ronaldo đá pen thành công để mang về thắng lợi cho Los Blancos. Cay đắng, trung vệ Giorgio Chiellini đã tố cáo đội nhà bị trọng tài xử ép. Chiellini bức xúc. Chẳng có gì là bất ngờ cả. Năm ngoái Bayern Munich từng thua theo kịch bản này và giờ tới lượt Juve. Chúng tôi không phải đội đầu tiên bị xử ép trước Real và chắc chắn cũng không phải là đội cuối cùng. Dù là một môi trường bóng đá sặc mùi mờ ám, thế nhưng những vị trọng tài ở La Liga vẫn luôn được đánh giá rất cao. Hiện tại Tây Ban Nha có 3 trọng tài được xếp vào diện UEFA Elite, tức là những trọng tài ưu tú ở châu Âu, bao gồm Guy Manzano, Sanchez Martinez và cả Hernandez Hernandez, người có mặt trong tổ trọng tài trận đấu giữa Real Madrid và Almeria. Ở châu Âu chỉ có Pháp và Đức có 3 trọng tài trở lên được xếp vào diện UEFA Elite. Mùa trước các trọng tài đến từ xứ sở đấu bò đã có 16 lần cầm còi ở các trận đấu tại Champions League.
Hơn thế nữa, các trọng tài đến từ quốc gia này cũng có mặt nhiều nhất ở phòng VAR trong các trận đấu tại World Cup 2022. Các ông vua áo đen dĩ nhiên không kiếm được quá nhiều cỡ như các siêu sao bóng đá được. Thậm chí nếu so với các cầu thủ bình thường khác thì mức thù lao của những người cầm cân nảy mực cũng không thể sánh kịp. Thế nhưng nếu xét về mặt hiệu suất kiếm tiền thì các trọng tài chưa hẳn là đã quá thiếu thốn đâu. Cùng điểm qua mức lương của một số trọng tài ở các giải bóng đá hàng đầu thế giới nhé. Ở ngoài hạng Anh, các trọng tài thường sẽ nhận được 1.140 bảng mỗi trận đấu. Còn các trọng tài trong phòng VAR sẽ nhận được thấp hơn, chỉ khoảng 878 bảng Anh, tức là khoảng gần 80% so với trọng tài trên sân. Nếu quy ra tháng khoảng 3 trận hoặc 2 trận trên sân, 1 trận trong phòng VAR thì mức thu nhập của họ sẽ rơi vào khoảng 3.200 bảng Anh mỗi tháng. Nhưng đó là chưa phải tất cả. Một vài trọng tài được cử đi làm nhiệm vụ tại Champions League sẽ được chi trả lên đến 6.000 bảng Anh mỗi trận. Tự chung lại thì mỗi năm, thu nhập một trọng tài làm việc ở Premier League sẽ rơi vào khoảng hơn 90.000 bảng Anh, một con số không nhỏ. Tiếp theo là những anh tài ở Ligue 1. Mỗi trận trọng tài ở Ligue 1 bỏ túi 2.545 bảng Anh, trọng tài VAR thì có 790 bảng Anh. Thu nhập hàng tháng của một trọng tài Pháp rơi vào khoảng 5.300 bảng Anh. Trong một mùa giải, họ sẽ phải bắt khoảng 23-24 trận. Ngoài ra thì họ sẽ bắt thêm vài trận của Champions League. Giá cả thì vẫn hơn 6.000 bảng Anh mỗi trận. Tự chung lại thì thu nhập của một trọng tài Ligue 1 có thể chạm mốc 105.000 bảng Anh mỗi năm. Tiếp theo là các trọng tài ở Serie A. Ở Ý thì các trọng tài được trả một khoản tiền hậu hĩnh hơn, gần 3.000 bảng mỗi trận. Trọng tài VAR sẽ là 1.317 bảng Anh mỗi trận. Champions League thì giá cố định rồi. Như vậy mỗi năm trọng tài ở Serie A có thể chạm mốc 140.000 euro, khoảng 125.000 bảng Anh. Các trọng tài ở Ý cũng làm việc ít hơn, khi chỉ cần phải làm việc trung bình khoảng 15-16 trận mỗi mùa là đủ. Trọng tài ở Đức thì có mức thu nhập khá tương đương với trọng tài ở Serie A. Giờ thì chuyển sang trọng tài La Liga, đối tượng được chúng ta nhắc đến khá nhiều trong bài này. Trọng tài La Liga đang là một trong những người được trả lương khủng nhất, 4.200 euro mỗi trận, gần 3.700 bảng Anh cho một trận đấu, 1.900 bảng Anh cho mỗi trận ngồi phòng VAR và gần 11.000 bảng Anh mỗi tháng. Vị chi thì một trọng tài Tây Ban Nha hoàn toàn có thể kiếm về gần 250.000 euro mỗi năm. Như vậy có thể thấy rằng trọng tài ở La Liga có thu nhập cao hơn nhiều so với trọng tài ở Anh. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì ngoài phần lương đó, các trọng tài thường sẽ được thêm tiền nếu như nhận trọng trách bắt được các trận đấu quan trọng như bán kết Champions League hay thậm chí là World Cup hay Euro. Tóm lại, không có chuyện các vị vua áo đen bị trả lương thấp nên làm không tốt được. Chúng ta có thể thấy rằng Champions League chính là mỏ tiền của các trọng tài, khi giải đấu cấp châu Âu sẵn sàng trả giá rất cao cho các trọng tài giỏi. Vậy thử tìm hiểu xem, tính đến trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League năm nay, các trọng tài nước nào được ưa chuộng nhất? Và đây là những gì chúng tôi tổng hợp được từ trang chủ của UEFA. Ý, quốc gia của vua trọng tài, ông Peluzzi Colina, vẫn là quốc gia được ưa chuộng nhất tại Champions League với 12 lượt. Pháp tiếp đó với 10 lượt trọng tài góp mặt. Tiếp theo là Đức, Hà Lan với 9 lượt. Và tiếp sau đó mới là Tây Ban Nha với 7 lượt. Đáng chú ý khi Anh chỉ có 5 lượt. Tất nhiên chúng tôi hiểu rằng các trọng tài cùng quốc tịch sẽ hạn chế bắt các trận có đội bóng quê hương thi đấu. Song thực tế chỉ ra rằng các trọng tài Anh không quá được ưa chuộng. Còn đối với các trọng tài Tây Ban Nha, Gin Manzano, người được xem là mắc lỗi trong tình huống cuối cùng hôm qua, cũng góp đến 2 lượt cầm còi tại Champions League, đặc biệt trong 2 trận cực kỳ căng thẳng là PSG Dortmund và PSG Milan. Điều này cũng chứng tỏ Gin Manzano không phải là một trọng tài tệ, nhưng càng như thế người ta mới nghi ngờ chính ông Manzano này liệu có tiêu cực gì hay không. Điều đó thì chúng tôi không dám kết luận. Thế nhưng mà chúng tôi, những người làm bóng đá chỉ mong muốn bộ môn thể thao vua ngày càng phát triển, và ở đó thì các trọng tài sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc.